Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn anh Văn Vũ nha. Sẽ có một số hoa giấy dù và một số bông trang muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào anh Vũ. Rồi, chào anh Thái nha. Mến chào quý cô chú anh chị đến kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912. Thì cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ cái vườn mỹ hồng ở trong vườn sầu riêng rất là nhiều ha quý cô chú anh chị. Thì bữa nay em cũng có về được một mớ và một mớ bông giấy tàn ha. Nay em báo giá tại vườn cho quý cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Dạ. Rồi để không mất thời gian thì em vô cây bông giấy mã số 1, số 0 ha quý cô chú anh chị. Cây ghép 3 màu anh chị. Dạ. Cây này thì cao được 1m35, đàn rực rỡ, tán ngang được 1m04 nha quý cô chú anh chị. Đầu bộ đế nè quý cô chú ơi. Đây, em đo cái vòng eo nhỏ nhất nha, 17 rưỡi ha quý cô chú anh chị. Tổng cái cũ. Tổng cũ đem đo được 60 quý cô chú anh chị, được 3 màu nha. Gồm có đỏ lửa, tím tuyết và tím pháp quý anh chị em. Dạ. Rồi cây mã số 0 này em giao lưu giá 500.000 ha. À, bao phí về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ. Cây rất đẹp quý anh chị em. Tiếp tục mã số 1, mã số 1 vàng hường đọt xanh mông đậm. Dạ. Này chơi chân dài luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây này được 1m24 ha quý quý cô chú. Tán ngang được là 80. Đó, một cốt chân dài nha quý cô chú anh chị. Này được 13 hoành gửi nha. Thoát thân được 80 quý cô chú anh chị ơi. Đây, hàng này thì em mới đánh mấy ngày nha quý cô chú anh chị, vô chậu cho quý cô chú gửi là gửi luôn chậu luôn ha, cho cây nó khỏe quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi mã số 1 này em giao lô 350.000 quý cô chú anh chị ơi. 350.000 ha. Rồi, mã số 2 quý cô chú. Vẫn là vàng hường đọt xanh mông đậm luôn vậy. Dạ. Cây phơm rất đẹp quý cô chú. Cao 1m3. Tán ngang được 90 quý cô chú. Đây. 13 hoành quý cô chú anh chị ơi. Thoát thân được 62. Rồi cây mã số 2 này cũng 350.000 luôn quý cô chú anh chị ơi. 350.000 ha. Rồi mã số 3 quý cô chú. Là vàng hường luôn. Quá trời luôn, bồng. Cây này về quý anh chị mình để trong mát ha. Cao 1m3 quý cô chú anh chị. Tán ngang được 85. Hoành của nó được 12 ha quý cô chú anh chị. Thoát thân được 42. Rồi cây mã số 3 này cũng 350.000 luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục em lên mã số 4 ha. Form em cắt kề rất là tròn nha quý cô chú. Cao 1m3 luôn quý cô chú ơi. Tán ngang được 85. Một cốt chân dài. Đây hoành 14 nha quý cô chú. Thoát thân được 75. Đây, phong tàn nè quý cô chú. Rồi mã số 4 cũng 350.000 luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục em lên mã số 5. Cây này phơm tàn tròn đặc. Dạ. Thấp thân thì thấp hơn mấy cây vừa rồi một tí. Cao 1m25. Tán ngang được là 1m nha quý cô chú anh chị. Đây, hoành già dữ lắm á già. 14 hoành quý cô chú anh chị ơi. Thoát thân được 42. Rồi mã số 5 này 400.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình chơi nha. Mã số 5 400 ha quý cô chú. Đặc biệt lô này quý anh chị em mình muốn lấy sỉ thì có giá sẽ tốt hơn nha. Cây dạ. Trên lai đã bao gồm phí vận chuyển toàn quốc quý anh chị em. Rồi mã số 6 ha. Dạ. Ồ, coi cái bông nó lên. Màu hường rất là đẹp quý cô chú. Cây này thì vô chậu sẵn rồi. Cao 1m25 luôn quý cô chú anh chị ơi. Tán ngang là 89 nha. Đây còn nó già nứt da me luôn nè quý cô chú. Mà về quý anh chị mình để trong mát à. 13 hoành ha quý cô chú. Thoát thân là 43. Rồi mã số 6 này là 350.000 luôn quý cô chú anh chị ơi, 350 ha. Tiếp tục em lên mã số 7 quý cô chú. Một cây mỹ cam chân dài, phơm tàn phải nói là quá trời, nhưng mà mới gớt đặt bông nghe quý cô chú anh chị. Cao 1m25. Tán ngang là 95 ha quý cô chú. Mới gớt đặt bông nha, quá trời cái hoành nó to đẹp. Đây là 15 hoành quý cô chú anh chị ơi. Thoát thân 48 nha. À. Rồi mã số 7 này em giao lưu giá là 400.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình chơi nha. Mỹ cam. Cây già quý anh chị em. Một số 8 với cô chú. Cao về thì rất là chậm lớn nha. Dạ. Vẫn là mỹ cam. Cao 1m34. Tán ngang là 100.
14 quành ha quý cô chú anh chị. Thoát thân được là 67 nha. Cây phơm khá đẹp. Rồi mã số 8 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400 ngàn ha quý cô chú anh chị. Mã số 8 400 ngàn em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình chơi nha. Rồi tiếp tục em lên mã số 9 nha. Đây, một cây mỹ cam. Bông rực rỡ luôn, nguyên cái tàn dù luôn quý cô chú ơi. Cao 1m23, tán ngang 85. Mã số 9 này thì hoành nhỏ xíu ha. Cũng 10 nha quý cô chú anh chị. À, thoát thăng 6-18. Quá đẹp luôn, quá trời búp luôn. Rồi mã số 9 này em giao lưu giá 300 ngàn quý cô chú anh chị ơi. Mã số 9 300 nha. Rồi tiếp tục mã số 10 ha quý cô chú. Quá trời bông luôn nè. Cao 1m25, tán ngang là 71 quý cô chú anh chị ơi. Hoành 10 hoành ha quý cô chú. Thoát thăng được 60. Nguyên cây dù luôn. Rồi mã số 10 cũng 300 luôn. Số 9 số 10 là một cặp nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi tiếp tục em lên mã 11 quý cô chú ơi. Cây mỹ hồng nha quý cô chú anh chị. Cao 1m28. Tán ngang được 1m2 nha quý cô chú. Đây em vô chậu đục sẵn hết trơn rồi. Hoành của nó là 12,5 ha. Thoát thân là 50. Cây phơm rất là đẹp quý cô chú. Rồi mã 11 này 400 ngàn quý cô chú anh chị ơi. 400 em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình chơi. Rồi tiếp tục lên mã 12 ha quý cô chú. Cây phơm quá đẹp. Cao 1m3. Đang ngang 1m12 nha quý cô chú. Cây một cốt cái phơm tàn tròn xe quý anh chị em, dạ. Đang rực vông. Ở đây cũng 12 hoành gửi nha quý cô chú anh chị. Thoát thân là 65. Rồi mã 12 này em giao lưu cũng 400 ngàn nha quý cô chú anh chị. 400 ha. 12 400. Rồi 13 quý cô chú ơi. Cái này về cô chú kê nhẹ cái nữa là phơm tàn rất là tròn nha quý cô chú. Nó tròn sẵn dữ lắm rồi. Cao 1m33. Tán ngang 1m21. Mấy cái hàng này ví dụ mà cô chú có chốt được là em đi em bấm tàn lên sơ sơ cho quý cô chú anh chị mình nha. Nó không có để gì ha. 14 hoành gửi quý cô chú ơi. Cây này khá đẹp nè. Thoát thân 59 luôn. Quá trời phơm tàn này đẹp rồi. Rồi mã 13 này em giao lưu giá 500 ngàn nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi tiếp tục mã 14. Rồi. Cao được 1m33. Tán ngang được 1m2 nha quý cô chú. Quá trời cái hoành nó bự nha quý cô chú. 15 hoành gửi quý cô chú anh chị mình ơi. Thoát thăng 40 nha. Rồi mã 14 này em giao lưu giá cũng 500 quý cô chú anh chị. 14 500 ha. Quá trời phơm tàn. Rồi 15 ha quý cô chú. Bên em thì lên đại diện cho quý cô chú nha, chứ mỹ hồng em còn số lượng rất là nhiều ha quý cô chú. Còn 600-700 cây rồi. 1m28 chiều cao, tán ngang là 109 nha quý cô chú. Đây. 14 hoành gửi gần 15 nha quý cô chú. Thoát thăng là 46. Rồi mã 15 này em giao lưu giá 500 ngàn quý cô chú anh chị ơi. 500 nha. Rồi tiếp tục em lên mã 16 quý cô chú. Quá trời phơm tàn tròn. Cao 1m2. Ngang 1m2 quý cô chú ơi. Cột sầu lắm nha. 14 hoành gửi luôn quý cô chú ơi. Thoát thăng 48. Rồi cây mã mới số 16 này em giao lưu giá 400 ngàn quý cô chú anh chị. 400.
Rồi mời quý cô chú anh chị mình qua bên đây mình quay một số dù ha. Em cũng đã chuẩn bị sẵn hết trơn quý cô chú ơi. Vườn có rất là nhiều mẫu hoa giấy quý anh chị em. Dạ. Mấy cái lô tàn thông này nè là để khi nào mà nó lên bông em sẽ giao lưu cho quý cô chú sau ha. Bây giờ cây nào lên bông mình giao lưu trước. Đây, tiếp theo. Mã số 17. Mày hai màu ha? Dạ, ghép hai màu anh ơi. Trắng phớt hồng và màu hồng quý anh chị. Dạ, nổi ghê không? Hai màu Thái ha. Dạ. Này em đo từ đít chậu luôn nha. Cao khoảng là 1m7 nha quý cô chú anh chị. Cái này bao ship 200 cái số cho quý cô chú anh chị mình nha. Tán ngang được 1m07 nha. Ồ cái màu. Cái này là tại vì em để chở thả cho em bệnh xuống cái là đặt luôn anh thấy. Hoành của nó được 23 quý cô chú anh chị mình đây. Củ bự lắm nha. Củ. Lòn dây vô, khó lòn. Củ đầy tới 60 quý cô chú anh chị. Độ hốc thăng. Cái độ hốc thăng là 1m18 luôn quý cô chú. Đây cái phơm tàn quý cô chú. Này về mình bệnh xương lại quý dạ, ngó giùm em nha. Rồi mã số 17 này em giao lưu giá 1.800.000, bao ship 200 cây số cho quý cô chú anh chị mình chơi. Rồi tiếp tục em lên mã số 18. Vẫn là một cây dù à. Quá trời. Cây này cái khung thành phẩm đó quý anh chị em. Dạ, cái này đặc, đẹp, đặc vàng à. Cái này từ đất chậu lên tầm khoảng 1m9, 2m quý cô chú. Cái tán ngang được là 95. Đây, vành góc đây quý cô chú ơi. Đo kỹ cho quý cô chú mình xem tham khảo nha. 28 vành ngay vị trí này của quý cô chú anh chị. Đó. Tổng cái củ em đo được là 55 nha. Độ hốt thăng được là 1m3. Rồi điểm màu giùm em nhanh thấy. Gồm có màu hồng, màu trắng phớt hồng. À, này vàng Thái. Đỏ Thái. Hồng cam là... Thái. Cái gì? Tím bướm nữa. Tím bướm nữa. Cây này 4-5 màu anh chị em. Nói chung là 5 màu đó, em đếm có 5 màu đó anh thấy rồi. À, tím bướm nữa nghe quý cô chú anh chị. Cái này nói chung là 5 màu. Có hơn nghe quý cô chú anh chị. Đó. Rồi cây mã số 18 này em giao lưu giá 2.000.000, bao ship 200 km nghe quý cô chú. Đó, tiếp tục lên mã 19. Cây này hết biết cây này. Cây này ghép hồng gân quý anh chị. Dạ. Cây này tính từ đít chậu luôn, cỡ 2m anh thấy rồi. Cái tán ngang em đo được là 95. Ôi rồi cái phôi nè, hết biết rồi. Đây, đo vị trí này đây. 35 hoành, trừ hao dây cho quý cô chú anh chị là mình luôn nha. Đó. Sổ đế ở đây là được 36. Tổng cái củ được 70 nha quý cô chú anh chị. Cái độ thoát thăng 1m1. Một màu hồng gân quý anh chị em. Đây. Phôm tàn đặc rồi. Dạ. Quá trời luôn. Rồi mã số 19 em giao lưu giá 2.500.000 nha, bao ship 200 cây số cho quý cô chú anh chị mình chơi. Dạ. Rồi, tiếp theo mã số 20. Để đây, như nó bị nghiêng hay gì ta. Mã số 20 hết quý cô chú anh chị. Cây này nhiều màu anh chị em. Này cao cỡ 1m8 này quý cô chú anh chị. Cái tán ngang thì em làm khoảng 90 đến 1m nha. Đây. Hoành của nó được 35 vị trí này luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó. Do vị chày thì em đã làm keo hết trơn rồi nha. Củ này bự lắm nha. Hốc thăng. Ô sổ đế 34. Tổng cái củ em đo được 65 quý cô chú anh chị ơi. Phôi phôi nè. Đó. Rồi cái này điểm màu giùm em nha. Ba màu lửa có rồi đó anh thấy. Gồm có ruby tím lửa, đỏ lửa, cam lửa và trắng tiết quý anh chị em. Trắng tiết. Đó. Bốn màu. Bốn màu. Nó hồng gân ở đây nữa anh thấy. Năm màu nè. Đó. Còn thái vàng nữa nha. Sáu màu đó. Biết... tím pháp nữa, hồng gân nữa. Nói chung là 6 màu đang lên tới trên cây tính 6 màu quý cô chú anh chị mình ơi. Đó, mã 20 2.500.000 bao ship 200 cây số quý cô chú. Đây, để về bạn xây xích đây. Đem về bạn xây xích đây mới được. Mã 21 quý cô chú ơi. Một cây vàng Thái quý anh chị em. Cao cả 1m8 có hơn. Tán ngang được 98 nha quý cô chú anh chị. Đây, trời ơi. Quá trời. Phôi nó to rồi. 39 hoành nha quý cô chú anh chị. Đó. Củ 67 quý cô chú anh chị. Em ghép một màu vàng Thái á. Dạ. Thái vàng. Quá trời lên bồng rỡ. Kèo luôn. Rồi mã 21 này em giao lưu giá 2.400.000 nha quý cô chú anh chị.
bưng cái hàm răng đó ra, hàm sọc đó. Mã 21 2,4 triệu. Cây kia. Rồi mã 22 hả quý cô chú anh chị. Một cái tác phẩm hồng gân núi anh chị em. Đang rực rỡ. Bên đây là tại vì em không kéo, kéo là đủ hết trơn quý cô chú anh chị, để nó có bông tự nhiên nhìn nó đẹp. Cái này là 2 mét có hơn nha quý cô chú anh chị. 8.107. Phôi cũng lớn nha quý cô chú. Cái phôi nó được là 33 hoành hay quý cô chú anh chị. Tổng cái cũ cũng đo được hơn 55 nha. Thoát thân 1m23. Duy nhất một màu hồng gân của anh chị em. Đang phun rực rỡ. Hết biết luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi mã 22 này em giao lưu giá cũng 2,4 triệu nha quý cô chú anh chị. 2,4 triệu bao ship ha. 200 cây số. Rồi tiếp tục lên mã 23. Cây này thì rộng nó hơi cong. Bàn xay này để nó bị nghiêng rồi. Đó. Quá hết trời luôn. Này khoảng 1m7 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao 8.090 ha. Đây. Ở đây 31 hoành quý cô chú anh chị ơi. Đò cái bộ đế. Bộ đế em còn sâu lắm nha. Đây 63 luôn. Điểm màu gì mà em thấy ơi. Này cũng nhiều màu lắm á. Cái này gồm có trắng phớt hồng, hồng trắng phớt hồng, màu cam thái, là 2, đỏ lửa, 3, hồng gân, 4, tím lửa nữa là tím 5, lửa nữa cam là 5. Lửa nữa là 6 quý cô chú anh chị ơi. Có sakuga nữa nha, sakuga nữa là 7 màu quý cô chú anh chị. Đó. Này có tím pháp nữa. Dạ, tầm lâm hết trơn, nói chung 6 7 màu đó. Nhưng rồi. Mà hiện tại nó chưa lên quý anh chị. Dạ. Rồi mã 23 này em giao lưu giá 2,5 triệu quý cô chú anh chị ơi. 23 2,5 triệu nha. Đó. Rồi, đi xích lẫn đi em. Rồi 24 quý cô chú. Cây này gồm có đỏ lửa, cam thái, vàng thái. Cái này trên 2 mét nha quý cô chú anh chị. Tính cả chậu luôn trên 2 mét nha. Đang ngang 1 mét nha quý cô chú anh chị. Coi phôi nè quý cô chú ơi. Dạ lên đen luôn. 29 hoành quý cô chú anh chị. Sổ đế 34 nha. Này mấy màu anh thấy? Hiện tại đang lên 3 màu. 3 màu ha. Đó. Rồi cây này 24 này em giao lưu giá 2,8 triệu với cô chú anh chị ơi. 2,8 triệu nha. Cây rất là to anh chị em. Dạ. Này là phải gửi xe thôi chứ ship đường bưu điện rồi, được. Rồi anh xích đắng đi. Còn hai cây đó nữa. Thôi. Quá trời luôn. Bỏ cây đó ra sao đi, lên cây này trước đi. Mã 26 trước đi, quay trở lại. Nó bị phức cái cây này. Tại ngay cái bờ hầm mà. 26 quý cô chú anh chị ơi. Mã số 26, cây này gồm có vàng thái, hồng thái quý anh chị em. Này khoảng 1m7 quý cô chú anh chị. Cái đá ngang được 90 nha. Phải nói màu hồng rất là ngọt. Dạ. Thì cái phôi để em đo xong đi, 27 hoành. Phôi này bị chóc nhiều hay quý cô chú anh chị, nên em bán xả để em thu hồi vốn nha. Đó. Đây, hoành nó rất là lớn nha quý cô chú anh chị. Cây này em giao lưu mã số 26, em giao lưu có 800 ngàn hả quý cô chú anh chị ơi. Cây này thì quý anh chị em mình muốn chi tiết thì mình hỗ trợ qua số Zalo thêm nha quý dạ, anh dạ. chị. Do cái thân nó bị lỗi á. Dạ. Thì quý anh chị em mình sưu tầm thì cứ liên hệ thêm để rõ nha. Quay trở lại mã số 25. Tại nó khuất cái cây á quý cô chú. Cây này có màu vàng thái, cam thái, đỏ thái, trắng phớt hồng. Cây này có 2 mét tăng lên nha quý cô chú. Tới ngàn 1 mét nha quý cô chú anh chị. Đây là 32 hoành của quý cô chú ơi. Sổ đế là 38. Tổng cái cũ là 58 nha quý cô chú anh chị. Đó. Form này nó dư tàn dữ lắm luôn quý cô chú anh chị mình đây. Cây này 4 màu anh chị em. Dạ. Rồi mã số 25 này em giao lưu giá là 2,7 triệu nha. Bao ship 200 cây số cho quý cô chú anh chị mình nè. Rồi tiếp tục qua cầu luôn anh thấy ơi. Tiếp tục mình qua tới cây khủng với anh chị em.
Rồi mã số 27 quý cô chú anh chị ơi. Cây này em có đo rồi luôn nha, cao là 3 mét túng nha, tính từ mặt chậu nha quý cô chú anh chị. Cái tán ngang cỡ 1m4 nha quý cô chú anh chị. Mẹ em ghép dưa hấu và hồng gân. Dạ, cái màu rất đẹp quý cô chú anh chị ơi. Đang lên màu thực tế nha. Đó. Đây, để em đo cái hoành cho quý cô chú anh chị mình nha. 51 hoành hay quý cô chú anh chị. Đó, tổng cái bộ đế. Tổng bộ đế em đo lòn cái sắt luôn nha. 110 nha quý cô chú anh chị. Đây, mặt bên đây mới đẹp. Thôi rất là sạch quý anh chị em. Dạ. Em đo cái cũ, chỗ cũ lớn nhất cho quý cô chú anh chị mình nha. 63 quý cô chú anh chị. Đây, dưới này nó còn mâm nữa. Dạ, còn một mâm nữa quý cô chú anh chị ơi. Cái này thì không có xây được nha quý cô chú anh chị. Đó. Chậu này nguyên combo luôn quý cô chú anh chị. Dạ, nguyên combo luôn. Rồi, mã số 27 ghép được hai màu quý cô chú, dưa hấu và hồng sọc ha. Hồng răng còn gọi là hồng sọc. Cao 3m, tán ngang là khoảng 1m4. Hoành của nó 51, 52 quý cô chú. Cây này em Zalo giá là 17 triệu bao ship 200 cây số cho quý cô chú anh chị mình nha. Đó. Rồi, tiếp tục. Qua đây, cây mã số 28 quý cô chú anh chị ơi, cao 2m9. Cái tán ngang đâu đó cũng khoảng 1m35 á quý cô chú ơi. Này ghép một màu hồng gân ha. Dạ, một màu hồng gân thôi. Phôi rất là khủng à. Dạ. Ở đây là được 44 hoành quý cô chú ơi. Tổng cái cũ được 90 nha quý cô chú anh chị. Đây thì do nó vận chuyển nó bị chày ở đây nên cô nó làm keo keo hết rồi. Và dạ, trong khi những cái vết cắt này nè là lâu ngày nó sẽ kéo nhựa qua, nó phủ bì lại bít hết trơn quý anh chị em. Dạ, đó, cây này nó ngoài cũng to xác lắm quý cô chú ơi. Do bị lỗi ha. Rồi cái cây này cao 2m9, tán ngang 1m35, nó hoành của nó được 44 ha quý cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là cái giá là 14 triệu bao ship 200 cây số cho quý cô chú anh chị mình nha. Đó. Đó. Hai cây này quý cô chú nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ cho em nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua cái đám chân vàng chân đỏ bên kia ha quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ, cuối clip thì cũng xin chia sẻ với quý cô chú anh chị em một cái lô của anh Phan Vũ nha. Thì sẵn đây thì mình cũng gửi tới quý cô chú anh chị em những cái mẫu cây thái vàng, thái đỏ, hàng thừng chậu và đang lên búp, đang lên hoa. Lô này thừng cũng lá râu rồi. Và hiện tại đang thành phẩm thì quý cô chú anh chị em mình cần nguồn thì cứ liên hệ ha. Giá tại vườn là 250.000 mỗi một cây. Bao vận chuyển ra xe. Còn lẻ mỗi một cây như thế này thì 350.000 bao phí ship thái đỏ thái vàng. Lô này chung size. Nó có nhiều cái phơm tàn của anh chị em, tàn tròn, tàn nón và tàn thông. Cây rất là đẹp, xanh mướt của anh chị em. Thì lô này thích hợp cho quý cô chú anh chị em mình về trang trí sân vườn hoặc là mình về mình thay lên chậu đẹp, mình bán Tết ha. Cây thì đa số là một cốt thoát thân nha quý cô chú anh chị em. Lô này thì cũng đã chia sẻ và báo giá rất là nhiều trên clip rồi. Thì quý cô chú anh chị em mình thiện chí thì cứ liên hệ trực tiếp cho anh Nhân Vũ nha. Sẽ hỗ trợ thêm cho quý cô chú anh chị em về cái thông số, cái thông tin. Lô này thì nó cũng có những cái mẫu cây rất là đều. Quý anh chị em mình lấy chung một size, chung một cỡ thì rất là thích hợp. Đó, cây xanh mướt ha. Đây, có những cái cây thì tàn rất là to, cây già. Đó, đây. Hoành dao động từ 13, 14, 15 quý cô chú anh chị em. Và một cái lô tàn thông bên kia. Hàng này thuần thì rất là mau quý anh chị em. Nó tầm khoảng một tháng, hơn tháng là nó sẽ lên xanh mướt à. Lô này thừng sẵn rồi. Cái quý cô chú anh chị em mình cứ có điều kiện thì đến vườn mình lựa chọn hoặc là mình mua lẻ thì mình cứ liên hệ ha. Cây rất là nhiều mẫu, chụp hình mỗi cây cho quý cô chú anh chị em mình hoặc là qua Zalo trực tiếp quý cô chú anh chị em mình lựa. Rất mong được sự quan tâm của quý cô chú anh chị em ha. Pháp Thái Vi cũng xin chân thành cảm ơn và hẹn lại quý anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn nha.